Rồi tuyệt vời, một chiến sĩ công an nhân dân. Không phải là công an nó là một công an ở Hà Nội. Thắng ơi. Công an Long Biên. Công an Long Biên. Vâng, xin mời đồng chí Phạm Tuấn Anh, một nhân vật kiệt xuất trên những phát trò. Tuấn Anh uống một chén đầu tiên đi. Tuấn Anh chắc ở lớp này cũng có tiếng Anh không? Có, thế uống hết chén đầu tiên rồi thổi lồ với người khác. Rồi, tuyệt vời. Chén rượu đầu tiên là Tuấn Anh đã uống hết trong vòng một nốt nhạc. Chén rượu thứ hai Tuấn Anh sẽ uống với một người mà Tuấn Anh thích. Mời Tuấn Anh phát biểu nha. Tôi ơi, tôi quay rồi mà. Quay cho nó. Tớ thì chưa thích ai ở lớp mình cả. Nhưng mà quý thì có. Tớ ngày xưa tớ quý. Chắc tao à? Tao từ hoa chén tao lọ chúng ta 10 chén. Năm nay tụi em sẽ uống thay mặt những 10 chén luôn. Rồi ok, hôm nay tụi em sẽ uống. Thôi rồi, hôm nay để tình tụi em 2 chén thôi. Mày bắt bẻo á. 3 chén nha, 3 chén liên tiếp luôn. Tụi em sẽ tới thêm 1 chén nữa. Nó là quy tắc rồi, không thể nào sai lệch được. Ai bảo là thích hoặc yên tĩnh. Thích Tuấn cũng thích, MC nhầm rồi. Rồi quý Hoàng Yến. Quý thì thích rất là khác. Rồi ok, quý thích khác. Nếu mà vượt được cái ranh giới của quý ấy thì là yêu thì rồi nó là khác rồi. Rồi ok, xin mời quý hai chén quý đi. Ok, tôi cảm ơn mọi người. Ok, từ Tuấn Anh nghe. Đang uống bình thường khác. Còn có thể không uống hai chén cũng được. Uống hai chén, nó là một người giữa bạn quý đúng không? Đây là hai chén của hai người. Đấy, không uống được thì uống đi, không uống được về chú được. Rồi về chú có nhận quà không? Đấy, con từ thì ơi, uống nốt chén này thì nhận quà nào. Đấy, không né được đâu. Rồi. Thôi đừng buồn, cuộc sống mà nhiều khi mình có niềm vui thích được và tôi sẽ uống để cổ vũ cậu, ok chưa? Rồi, ok, tớ với Minh Thì sẽ uống cổ vũ cậu. Rồi, ok. Nhờ bà gì, nhờ bà này khó khăn lắm. Quay rồi. Ok. Tuấn Anh bảo quý cậu là uống cậu chén nhưng mà cậu không có đây là Minh Trí uống đại diện. Rồi ok, thì anh tặng quà luôn. Hết trường chưa? Sao trường qua được ấy? Chào nha. Chưa để đối đâu qua được đâu. Cảm ơn Tuấn Anh nha. Đang ấy, đang trực tiếp. Đang gọi. Đây, Hoàng Yến đây nè. Rồi. Mày chết rồi. Mày đứng lên đi của tao cái. Vừa nãy có nghe đây gì không nhỉ? Từ từ từ, công tác là mình làm sao? Mày đứng lên đây, mày đứng lên. Vào lên, tọa ra đây. Và một người rất là đặc biệt, rất là nhiệt tình và đưa ra những ý kiến rất là hay ho, khiến rất là nhiều người trực tiếp cho nghe xem. Rồi bạn Hữu Thanh Tùng, hôm nay bạn sẽ uống 3 chén thì xin lỗi mọi người vì đưa ra cái luật hàng khác như thế mà mời bạn Tùng. Rồi, chén đầu tiên này. Rồi, chén thứ hai, mời là tụ. Không, luật luật lá thì lấy ta với mày không có luật. Bây giờ luật muốn như nào? Uống với Tuấn đi. Rồi, uống với người mà bạn thích, rồi bạn phát biểu đi. Rồi, chắc chắn lắm, được. Những người thấp xoan thì thường chắc chắn. Đúng là không phải lúc nào có gì làm các bạn hôm nay là rất vui. Ok. Nhưng mà bạn nữ thì mình không quý, không thích. Mà nếu mà hôm nay mà muốn uống rượu thì và bây giờ chưa có vợ là phải có lý do rồi. Không cần giới thiệu đâu. Nhìn cái form của Thắng là Tùng thích rồi. Rồi trở về Thúy ơi, tặng quà cho Tùng chút tới nha. Cảm ơn Tùng nhá. Tùng thích uống rượu của Tùng ấy.
tóc luôn. Một người đàn ông rất yên tâm. Đi tóc ai nhỉ? Một người đàn ông rất yên tâm. Đưa anh ơi, đi tóc luôn. Rồi, ý thức rất cao luôn. Hài là em rẻ. Thôi, cảm ơn Đức Anh rồi. Bạn Sovin dáng người rất là xấu, nhưng mà nói chung là bạn ấy rất tự tin. Đức mời bạn một trận đầu tiên. Sau mình như mỗi đốt đi lắm luôn, bạn ấy cũng cứ... Okay. Rồi, cứ uống lên luôn chén nhá, tôi nói, cứ uống đi rồi tôi nói, tôi thề. Không thiệt đâu mà lo, không thề, không thiệt đâu được chưa? Tôi sẽ uống đủ đâu. Thôi được rồi, bạn rất cẩn thận thôi, để chén không đây, để tôi nói tiếp bạn. Rồi, hôm nay bạn chơi quý ai đấy nhỉ? Bạn quý khôn với đại. Rồi, xin mời người anh họ của Đức Anh Nguyễn Ngọc Anh. Tuấn hôm nay uống hơi nhiều luôn. Có anh thôi nhỉ? Đồng anh đi mất. Đồng anh nhá. Đây, Thúy ơi, tôi muốn có trên này tặng quà đến anh cho nó về luôn. Thôi, cảm ơn Đức Anh. Quà bà hôm nay hơi tốn rượu ấy. Tặng quà như thế này thì mệt lắm. Rồi, xin mời một bạn kiểu tôi đang định nhờ lại công việc. Tô Thanh Huyền. Vâng, tôi Thanh Huyền là một người rất nhiệt tình. Bạn ấy cũng không ở gần anh em nhất nếu mà so với khoảng cách địa lý. Nhưng mà hôm nay về tham dự đây rất là vui. Tôi rất là trân trọng. Trân trọng trong khoảng cách này. Sau này nếu chúng ta làm việc với nhau thì tôi cũng lại càng trân trọng hơn. Rồi, xin mời bạn uống chén đầu tiên. Đúng rồi. Cấn Huyền cứ từ bình tĩnh. Có bảo hiểm được. Thì được. Nói với em đi không? Chuyện tay chỉ đang ngồi chờ đấy. Trời, đầu vì nhân ra thì về nói đi. Không, không vì ai mà cũng không biết ai quá. Quá. Hoàng Yến nhá, bà không cho ai chép bài đâu nhá. Thôi. Một tình bạn rất thân thiết. Đây là mọi người xem. Tôi nghĩ tình cảm nó từ những chuyện là cảm thấy nó từ người thân bạn ra. Đây. Thật ra bạn này rất là buồn ngủ rồi, đợi không đến được bạn này. Lưu Tinh Quyền. Anh Tuyền lên nhận quà.
Sao? Cậu uống với ai cũng được, nhất là uống với tớ. Nhưng mà uống trên đầu, cậu uống một mình đi, chắc cậu uống kiểu gì đấy. Cậu chơi chơi bởi như thế không ổn rồi. Ok, cảm ơn Tuyền. Rồi. Vâng, chén thứ hai là bạn Tuyền sẽ uống với người của bạn ấy quý nhất, đó chính là bạn Trần Tuấn. À, rồi, các Tuấn. Tôi không nghe gì đâu. Qua chút tới đấy. Ờ, Thủy ơi đi. Tự giác quá. Nguyễn Thị Xuân, rapper Nguyễn Thị Xuân. Rapper Nguyễn Thị Xuân, rồi hôm nay chỉ xin được yêu cầu tôi. Xin mời đoàn hát bài Sóng Gió của tớ đi. Tuyệt vời, không tội. Xuân hôm nay đến đây muộn một chút. Ôi, từ từ đã, để tôi nói đến muộn. Rồi được rồi, thôi được rồi, bỏ qua rồi, chén thứ ba và bốn cái người của bạn quý nhất của các gia đình. Tớ nghĩ là cái tên này nó sẽ gắn liền với cậu, chắc là bạn Lý đúng không? Yên đang bảo là bảo mày bị mất quà chứ vui nhá, cái mất quà đấy. Chúng mày lấy thêm nhiều chúng mày. Thấy này, hả? Là quý ai nhất không? Bạn chưa nghĩ ra, ok, thế thì bạn sẽ uống với một người mà MC sẽ chỉ định. Xin mời bạn Trần Tuấn. Nào Trần Tuấn, ok, chưa nghĩ ra nên lên uống đi nhanh lên. Đuổi, tôn trọng MC một tí thôi, không được đừng giải trình, cả mệt mỏi lắm. Mệt mỏi lắm, đừng nói gì nữa. Ờ, thôi, được rồi, xin mời Xuân về lề và Tuấn uống với nhau. Ok. Top hôm nay top nam của lớp mình nhá, nó có Trần Tuấn này, trưởng à, Tăng Tuấn này. Đi về, đi chọc đi. Xin mời bạn Nguyễn Xuân Hải. Vâng, bạn Hải thì người rất ưa giải trình. Chỉ ngồi đấy mà nói, chả làm cái gì. Hải hôm nay sẽ uống với mọi người ba chén rượu để trận đấu. Hải uống đi. Nói to lên hả? À? Rồi tuyệt vời. Mỗi đôi mình lắm luôn. Vâng, chén thứ hai là Hải xin lỗi mọi người biết. Vâng, Hải rất khôn. Hải cũng nghĩ Hải rất khôn luôn. Thế Hải quý ai nhất nhỉ? Alo. Thật sự thì trong lớp hai mai ai thì nếu mà Hải quý nhất là ghét nhất thì cũng không có ai là trong đó. Nhưng mà đúng là thật sự hôm nay là rất là cảm ơn bạn Yến là đã tặng cho cái món quà rất là ý nghĩa cho mọi người. Đúng ra hôm nay ấy, mà bạn Yến có mặt ấy thì cũng xin phép cũng xin bạn Yến một chén. Còn bây giờ mà không được như thế thì nếu mấy bạn thắng các bạn Hải Linh đâu nhỉ? Hải Linh đâu? Hải Linh đâu? Hải Linh đâu? Hải Linh đâu? Xin cảm ơn với Hải Linh đâu nghe mà Hải Linh với đi mong họ về cũng rất tuyệt vời luôn. Bỏ mắt đi về thì thôi rồi chỉ mong họ thôi. Rồi ok, để lấy con niềm tin là bạn Linh. Rồi, chúc về cả nhà nhá. Thùy ơi, tặng quà Hải trước giờ nhá. No gì? Tóm lên xóa đi. Không phải no gì cả. Vâng, xin mời bạn. Bố bà đấy làm một cái có thể rong nước được. Bố bà đấy có thể rong nước được. Đấy. Thế mới có. Thắng bạn đi rồi. Thắng ơi. Nhận thức về cội nguồn như thế là tốt đấy. Vâng, xin mời bạn thắng. Rồi, con từ từ đã uống hết chén của các kiểu gì các kiểu. Có hết chén của bảo đi. Rồi, xin mời thắng. Đây là hai chén. Chén mà đặt cho người yêu quý của chén đấy. Tôi tiếp nối với chương trình của ngày hôm nay. Thì là chúng ta rất cảm ơn bạn MC dẫn chương trình. Hôm nay là
hai bạn rất nhiệt tình, thứ đảm bảo hai thứ thấy là có rất tuyệt vời. Thì thứ cũng muốn chia sẻ ba cái lý do mà thứ muốn cùng với các em xin nhờ cái đôi bạn kia, cái đôi bạn thứ nhất là thằng bạn là ở cùng nhà, đôi bạn cùng tiến. Cái thứ hai là thằng bạn thân là thứ quý. Cái thứ ba là thằng bạn thân là thấy rất vì hôm qua nó phải chửi tớ. Ngày xưa chúng rõ ràng là mình chuẩn bị là thạc sĩ nơi rồi mà tối qua nó bảo mình mày mù à, mày không biết chữ à. Đấy, để ba chén. Mỗi lần ba chén. Đúng anh chị. Đây là luật của chương trình rồi. Sao? Đây là luật của MC đặt ra, chẳng nghe chi thử bảo mô mình. Tối nay sợ thì có. Xài thôi. Nói thế mà không xài thôi. Thế mà không nghe được. Mới được thắng 3 chén. Cho được cái chén, cái cốc này rồi. Đâu cho 2 cốc 3 chén. Còn Tuấn lúc này cũng hơi nhiều đấy. Bạn bè ký nhau một chén nhiều lắm. Bà nói tôi không nghe gì đâu, tôi nói không biết bà nghe gì không. Tùng ơi, bài làm quá tốt nhiệm vụ đấy, nhưng mà không cần tốt quá như này đâu, cho vơi vơi thôi. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn Thắng nhé. Và từ ta trước đây được bảo Thắng một người ra. Tính một thằng thì... Quay gái. Đây đó, khi mà tớ lấy vợ anh ấy yêu ấy, nó bảo ra lại nhiều ở pháp mất mặt luôn. Lấy vợ pháp mất mặt luôn, không nhìn mặt đâu. Thế nó cũng mới nhiều cái. Từ đấy giờ, đến mà đến thời điểm này, thật chứ gặp được nó 3 lần. Có nghĩa là 5 năm chứ gặp được nó 3 lần rồi đấy. Thì tôi nói ok, mà nghe thế là hiểu nhau rồi. Hôn đấy. Thì nghe tặng anh. Ở đây chắc còn có những cậu sinh được quả. Thế thôi, nhấn xong rồi. Đúng không? Hôm nay Thủy rất là tuyệt vời. Không nói thật là Yến cũng có thật tới là thì lần này là rất là vất vả. Rất là vất vả để tới rất là ngày. Nhưng mà Yến ấy có việc phát sinh thôi, phát sinh ngoài ý muốn. Thì mọi người khoan từ từ tôi xin cắt lời thì một chút. Là mọi người tập trung đây chút nhá. Để có mà có một cái buổi họp lớp hôm nay nó tương đối là trọng đẹp nhá. Là Minh Thùy cũng đã rất là cố gắng rất là nhiều. Dĩ nhiên là không phải Minh Thùy mà còn một số bạn nữa cũng đã rất là hỗ trợ. Nhưng mà nói thật là thay mặt các bạn, ví dụ bọn tớ ở xa, nào ở xa thì là cũng cảm ơn Minh Thùy là cũng thứ nhất là đã cố gắng. Cái thứ hai là cũng đã liên lạc với các bạn và rồi tổ chức tất cả lo tương đối là tôi cảm thấy như thế này là trọng đẹp rồi. Đấy, thì thay mặt các bạn ở xa, những cái bạn mà không ở gần, những bạn trưởng hay là những bạn làm ở sổ thì tôi cảm ơn Minh Thùy.